Rồi, và bây giờ mình sẽ đi vô hẻm này, và con hẻm này sẽ thông ra cô bắc, chứ không phải như em tưởng đó là hẻm số 16 và 18 chung, chỉ là một con hẻm thôi. Này mà chú giao rau cải nè. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là ngay cầu Ông Lãnh, hướng về quận 4, và bên cánh phải đó là nhà thuốc lá Khánh Hội năm xưa, và bên cánh trái đó là chợ Hãng Phân, và ngày nay có một cái building Hãng Phân, và nơi đó có đường Nguyễn Hữu Hào. Và hành trình ngày hôm nay buổi sáng sớm đi dạo Sài Gòn bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng ngày 19 tháng 10 năm 2019. Em mời bà con mình cùng đi về một con đường, đó là đường Cô Giang, nơi đó có chợ Cầu Muối. Và phải theo lời yêu cầu thì hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi vào con hẻm 16, 18 chợ Cầu Muối để xem những cái sạp bán rau củ quả ngày xưa ngày nay như thế nào. Và trước mặt chúng ta đó là con đường thân quen bến Trương Dương, nhưng cũng rất là xa lạ, vì ngày hôm nay con đường này đã thay đổi hoàn toàn cái diện mạo mới, với một cái đại lộ rất lớn, đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Đông Tây, nối từ hướng đông tới hướng tây Sài Gòn, men theo dòng kênh Bến Nghé đến kênh Lò Gốm, thẳng đến kênh Ruột Ngựa, đến quốc lộ 1, rồi cho đến cao tốc Trung Lương, đi về miền Tây luôn ha. Rồi đầu phía đông thì nói với cao tốc Long Thành Dầu Dây, đi về các tỉnh miền Đông. Và bên cánh phải chúng ta đó là ngôi chợ ven chợ Cầu Muối, ven cầu Ông Lãnh. Thì nơi đây ngày xưa bán rất là nhiều cá, tôm, rồi rau, củ quả từ các ghe thuyền mang lên. Và bên cánh phải chúng ta đó là ngôi chợ chợ trái, ngôi chợ rất là lớn. Hôm bữa chúng ta cũng đi vô, nó có sự trùng hợp đó là hẻm số 16 và 18 bên đó luôn. Và chợ Cô Giang này, ở chợ Cầu Muối này cũng có con hẻm 16, 18 luôn. Hướng này là hướng đông Sài Gòn nè, nơi đó có sông Sài Gòn, bến Bạch Đằng, rồi chợ Cầu Móng. Với những hình ảnh này, ngày xưa trên cung đường Nguyễn Học thì cô chú anh chị chia sẻ có rất là nhiều xe cộ, xe tải chở rau xuống hàng rất là nhiều, nhưng ngày nay thì không còn nữa. Và chúng ta nhìn xuống phía dưới nè, một hình ảnh của một ngôi chợ, chỉ còn sót lại những gian hàng thịt cá, rau quả đơn giản thôi. Và không có nhiều. Chúng ta đang ở trên cầu và nhìn xuống. Và ngày hôm nay với sự giải tỏa của chợ Cô Giang thì bà con ở đây buôn bán rất là chật vật, và có một số tiểu thương thì họ đã đi nơi khác, và có một số thì cũng đã về hưu luôn, và có một số thì mang theo con chợ cũ và thuê những cái sạp nhỏ nhỏ, cái nhà nhỏ nhỏ, hoặc là nhiều người hùng lại thuê một ô nhỏ để bán, kiếm đồng ra đồng vô mỗi ngày. Ta nhìn thấy một cái khung cảnh của con đường Nguyễn Thái Học, và nơi đó ngày xưa với những xe tải xuống rau cải, với những anh bốc xếp cao to lực lưỡng, và ngày hôm nay những hình ảnh đó đã không còn nữa ha. Và hôm nay mời bà con mình cùng nhìn lại và trở về với ký ức ngày xưa. Nếu mà cô chú anh chị đã có thời gian gắn bó ở đây thì có lẽ những hình ảnh này sẽ rất là thân quen, với những cái kiến trúc nhà đồng kiến trúc nè. Chúng ta thấy những ngôi nhà này hình như là ngày xưa là nhà lính thì phải, hay là chung cư,
này chắc có lẽ cô chú anh chị mới đã ở đây từ lâu rồi thì mới biết được ha. Em thì thế hệ sau nên thật ra nhờ những comment của cô chú anh chị thì em cũng biết được nhiều điều hơn. Nhân đây em cũng xin cảm ơn đến tất cả những bà con đã luôn quan tâm ủng hộ đến V5 TV. Và đây là chung cư, ngày nay là chung cư số 17 Nguyễn Thái Học. Ở phía dưới chung cư thì cũng có những cái sạp bán gạo, muối, đường, trứng, chổi, ớt, hành, tiêu, tỏi. Tuy không lớn nhưng nó cũng hình thành được cái chợ nhỏ nhỏ, gọi là chợ chứ thật ra nó chỉ là những cái người bán ven đường thôi. Chợ Cô Giang, chợ Cùng Múa bây giờ đã đi vào dĩ vãng, nó thuộc về ký ức. Chúng ta thấy dòng xe chạy rất là nhiều ở trên đường Nguyễn Thái Học này hướng lên cầu Ông Lãnh, đi qua quận 4, quận 7. Và phía trước chúng ta đó là trường Bồ Đề bên cánh phải và cái bảng hiệu chợ bên cánh trái. Rồi đi thẳng mình sẽ đến đường Trần Hưng Đạo, rồi công viên 23 tháng 9, khách sạn New World và trường Nữ Sinh ngày xưa đó, rồi trường Nam Sinh. Và bên cánh phải là đường Nguyễn Công Trứ. Rồi ở ngay đây là giao lộ ngã ba Cô Giang và Nguyễn Thái Học. Và bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái đường Cô Giang ha, để mình đi vô con hẻm bên cánh phải. Hello. Đối với những anh chị đã từng xa, đã từng sống ở đây và xa Sài Gòn rất là lâu thì có lẽ cái con hẻm này sẽ là con hẻm rất là phức tạp, nhưng mà ngày hôm nay thì những con hẻm đó đã không còn phức tạp gì hết. Là thấy những hình ảnh ngôi nhà xưa nè, nơi đây cũng có một vài quầy rau cải. Và trước mặt ta đó là con đường Cô Giang, và mình sẽ đi theo con đường này đến con hẻm số 16, 18. Mình sẽ đi 16 trước ha, rồi đi thông qua bên kia đường Cô Bắc, rồi sẽ quanh trở lại hẻm số 18, hay là hẻm 16, 18 chung ta. Tại vì trước giờ em cũng đi nhưng mà em không có để ý cái số hẻm này. Và ngày hôm nay nhờ comment của cô chú anh chị thì mới biết được cái hẻm này. Và đầu hẻm là nhà Hưng Anh, số 19, 20, 21 nè. Có chữ dán trên tường luôn nè. Ngôi chợ này rất là xưa rồi. Và chúng ta sẽ đi vô cái hẻm này hả. Hẻm này là hẻm 16, 18 luôn quá. Và chúng ta nhìn thấy đối diện hẻm thì có những cô bán xôi, rồi bán rau. Rồi chúng ta trước khi vô hẻm mình nhìn lại cung đường mình vừa đi qua ha. Đây là hướng lên cầu Ông Lãnh. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi vô hẻm này, và con hẻm này sẽ thông ra Cô Bắc, chứ không phải như em tưởng, đó là hẻm số 16 và 18 chung, chỉ là một con hẻm thôi. Rồi em ta đợi bắn xe mình qua đường nha. Đầu hẻm thì có cái quán cà phê nhỏ nhỏ, cà phê cốc thôi. Và bên phải của hẻm này thì có cô bán bún thịt nướng nè. Và bên phải của hẻm này thì có hẻm 218, một trong những hẻm bên tay phải nè, có lẽ là hẻm đó thì phải. Này hẻm 147. Ah.
Những ngôi hẻm ở đây có hình bàn cờ. Những nhà ở đây rất san sát nhau. Bây giờ thì không còn bán rau cải nhiều như ngày xưa nữa. Bây giờ nhà thì mới hơn rồi, sạch sẽ hơn rồi. Cái sàn thì lót bê tông, không còn sình lầy như ngày xưa nữa. Nhưng mà hình ảnh của những sạp bán rau cải thì không còn nữa ha. Qua bên kia là đường Cô Bắc và chúng ta đi qua rất là nhiều căn nhà trong khu vực chợ này. Và ở đây thì cũng có rất nhiều nhà của cô chú anh chị, trong đó có chú Châu. Rồi mình sẽ vòng qua cánh trái, để xem hẻm bên kia xem sao ha. Biết đâu trong những hình ảnh này các anh chị và các bạn lại có gặp những người thân, những người quen mà đã từng chúng ta đã từng gắn bó một thời gian. Và bên cánh trái là chợ rau cải Cô Bắc, và ngày nay thì không còn nhiều như ngày xưa nữa. Bây giờ chỉ bán ở trong nhà thôi. Sạp hành, ớt, chanh, tỏi. Và đây là đường Cô Bắc, thẳng lên đây là đường Hồ Hảo Hớn. Và ngày xưa là Huỳnh Quang Tiến. Rồi chúng ta sẽ đi vô hẻm nha. Tiếp tục một cái hẻm mới nằm kế bên con hẻm số 16-18 luôn. Chú giao rau cải nè. Một cảnh sinh hoạt của bà con ở đây thì buổi sáng cũng như bao con hẻm khác, rồi thì chuẩn bị đi làm, rồi thì chuẩn bị nấu nướng để bán buổi trưa. Chứ không còn cảnh rau cải lên xe xuống bến nữa ha. Và ngày hôm nay mời bà con mình cùng nhìn lại sau nhiều thập niên xa Sài Gòn. Sáng nay em cũng xin gửi đến tất cả cô chú anh chị khác, nếu mà mình đã nghe đến chợ Cầu Muối thì ngày hôm nay chúng ta cùng xem lại ha, cùng tham quan, cùng ngắm một ngôi chợ khét tiếng ngày xưa và ngày hôm nay nó như thế nào. Và rất tiếc ngày xưa thì em không có ký ức về ngôi chợ này, chỉ nghe nói thôi, nên thành ra bây giờ chỉ cập nhật cho các anh chị, và thông qua đây các anh chị có thể comment bên dưới để xem những hình ảnh ngày xưa như thế nào ha. Rồi chúng ta ra đây là cuối hẻm rồi nè, là đầu bên kia đó là chùa, không phải chùa mà là đình Nhân Hòa.
đình Ông Hổ. Đó, bên kia là hẻm số 27. À, đình Nhân Hòa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ quẹo phải. Và sẵn đây mình xem cái chợ Cô Giang ngày hôm nay như thế nào ha, sau ngày giải tỏa thì bà con có còn bán như xưa không. Và bữa mình có đi ban đêm rồi đó, thì hình ảnh ban đêm thì nó cái sắc thái khác, và ban ngày sẽ là cái sắc thái khác. Ngày xưa ở đây bán rất là nhiều, nhưng mà ngày hôm nay chợ Cô Giang chỉ là những cái ký ức, chỉ là hoài niệm thôi. Một số hình ảnh trong hẻm 16, 18 chợ Cầu Muối gửi anh chị, cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng xem và ôn lại ký ức ngày xưa. Cô Nga đi mua gì xa rồi cô Nga? Con cá mà không có cá, con cá như hầm ở dưới á, một số. À, bây giờ ít rồi. Bây giờ ít cá rồi. Đâu có còn nhiều gì xưa đâu. Mua cá nhiều chứ phải ra chợ, chứ phải ra chợ Thái Bình. Dạ. Con kêu chú chỗ chợ đi. Tôi thấy chú lâu lâu cũng đi vô chùa mà. À, giờ chú ở nhà không hả? À, chú như là ở nhà tới luôn trong nhà vậy thôi. Mà vẫn sinh hoạt khỏe bình thường hết rồi. Bà chú nhát cũng đi chứ. đi cho nó quen chứ ở nhà hoài. Ở đây có thịt ở đây nè. Rồi bây giờ thì chắc xin chào và hẹn gặp lại. Dạ không. Dạ không. Nhà con ở đây. Đó, thấy những hình ảnh ngôi chợ đã không còn hả? Hả? Cái camera. Bán gì đó vậy? Giờ hết xe đẩy rồi. Bây giờ chúng ta đi về thôi. Một số hình ảnh gửi bà con cô bác trong con hẻm 16, 18 và hình ảnh của chợ Cô Giang ngày nay sau ngày giải tỏa. Một hình ảnh rất là vắng lặng. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nhé. Cảm ơn cô chú anh chị đã luôn đồng hành và cho em những cái comment nhiệt tình và ý nghĩa. Bye bye, bye bye bà con nha.